Chào mừng quý vị khán giả đã đến với video mới nhất của tin Hot 247. Quý vị và các bạn thân mến, với quân đội Israel thì sinh mạng của người lính quan trọng hơn bất kỳ sự an toàn của thiết bị quân sự nào. Vì thế, họ đã tạo ra xe bọc thép mới đủ sức bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kíp xe. Xe thiết giáp chịu quần Azarit được Israel phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-54-55 mà quân đội Israel tịch thu được trong các cuộc xung đột giữa Israel với các nước Ả Rập. Những trận từ chiến làm nên siêu thiết giáp chịu quần Azarit mạnh mẽ như thế nào thì mời quý vị cùng đến với video ngay sau đây của tin Hot 247. Taxi chiến trường hạng nặng Azarit. Quân đội Israel đã có ý tưởng chế tạo một phiên bản xe bọc thép chở quân hạng nặng vào đầu những năm 1980, chủ yếu dựa trên kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh Liban năm 1982. Trong cuộc chiến tranh Liban năm 1982, theo các số liệu chính thức, Israel đã mất tới 185 xe bọc thép, chủ yếu là xe thiết giáp M113 do Mỹ viện trợ. Rõ ràng, phương tiện bọc thép hạng nhẹ này không đảm bảo an toàn cho những người lính cơ động trên chiến trường. Với đặc thù của cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, khi đối thủ của quân đội Israel có một số lượng lớn vũ khí có sức xuyên giáp tốt như súng máy 12,7 và 14,5 ly, súng pháo lựu chống tăng và tên lửa chống tăng, chủ yếu do Liên Xô chế tạo. Rõ ràng quân đội Israel cần các loại xe bọc thép hạng nặng. Việc người Israel thường phải hoạt động trong các thành phố và các khu đô thị, nơi các thiết bị quân sự thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn, cũng đóng một vai trò kích thích việc ra đời xe bọc thép hạng nặng. Điều quan trọng nữa là trong cuộc chiến Liban 1982, xe tăng Merkava đã tỏ ra rất xuất sắc. Xe tăng Merkava của Israel có bố cục khác thường, trong một số trường hợp có thể được sử dụng như một xe bọc thép chở quân. Ở phía sau xe có một khoang có thể chứa 6 lính bộ binh hoặc 4 người bị thương trên cảng. Tổng kết kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy từ khi lập quốc, quân đội Israel đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng nước này chế tạo một loại xe bọc thép hạng nặng với vỏ giáp dày, có thể hoạt động trong khu vực đô thị và tác chiến cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava. Các nhà thiết kế của Israel đã tiếp cận vấn đề trên để tạo ra một mẫu xe chiến đấu bộ binh với một chi phí rẻ, thời gian ngắn. Họ đã tận dụng số xe tăng T-54 và T-55 do Liên Xô sản xuất, được Israel thu được từ cuộc chiến với các quốc gia Ả Rập để chuyển đổi công năng thành xe bọc thép hạng nặng có tên là Azarit. Các nguyên mẫu đầu tiên của Azarit hoàn thành vào năm 1987, được quân đội Israel hoàn toàn ủng hộ và đưa vào sản xuất hàng loạt vào năm 1988. Tổng cộng đã có từ 400 đến 500 xe Azarit được chuyển đổi từ xe tăng T-54 và T-55. Hiện nay, chính Israel cũng là nhà khai thác duy nhất trên thế giới của dòng xe bọc thép hạng nặng Nam Mơ với trọng lượng chiến đấu tới 60 tấn, được chế tạo trên cơ sở khung gầm xe tăng Merkava. Tất cả xe bọc thép hạng nặng Azarit đều được chế tạo trên cơ sở khung thân của xe tăng chiến đấu chủ lực T-54 và T-55 của Liên Xô, mang lại sự bảo vệ tuyệt vời cho kíp xe và là một công sự bọc thép di động. Azarit có thể chở kíp xe 3 người và 7 lính bộ binh. Khi chuyển đổi xe tăng thành xe bọc thép, người Israel đã thay thế động cơ và bộ phận truyền động của Liên Xô bằng các sản phẩm do Mỹ sản xuất. Các phiên bản đầu tiên của Azarit sử dụng động cơ diesel 8V71 TTA 8 xi lanh hình chữ V mạnh mẽ và nhỏ gọn hơn hãng Detroit Diesel của Mỹ với công suất 650 mã lực. Động cơ được kết hợp với một bộ truyền động Allison cho công suất lên tới 15 HP trên tấn. Trong tương lai, khi nâng cấp lên phiên bản Azarit 2, có thể thay thế động cơ 8V71 TTA bằng động cơ 8V92 TA DDC3 cũng của hãng Detroit Diesel, nhưng có công suất mạnh hơn, đến 850 mã lực cho sức mạnh đến 19,31 HP trên tấn, gần bằng với sức mạnh của xe tăng Merkava 3. Tốc độ tối đa của Azarit là 65 km/h, tầm hoạt động liên tục lên đến 600 km, xe leo đều dốc 60%, vượt vật cản cao 0,8m, vượt hào rộng 2,7m, lỗi nước sâu 1,4m khi không chuẩn bị hoặc lên tới 4m khi lắp thêm ống thở. Những thay đổi lớn đã được thực hiện đối với thân xe để có thể bố trí một tiểu đội binh lính bộ binh với trang bị chiến đấu đầy đủ. Phía trước xe có một khoang dành cho kíp xe, mỗi thành viên trong kíp xe có một cửa thoát hiểm riêng, ngoài ra trên nóc xe có cửa để ra vào. Phía sau kíp xe là khoang dành cho lính bộ binh đặt ở phần giữa của xe, mỗi bên thành xe có 3 ghế và một người ngồi trên ghế gấp ở giữa khoang phía sau. Ở phía sau cùng của xe là khoang động cơ, do kích thước nhỏ gọn của động cơ, các nhà thiết kế đã bố trí gọn một bên, tạo không gian để bố trí lối đi từ khoang chiến đấu ra phía sau của xe. Nhờ vậy, việc ra vào xe được thực hiện thông qua cửa phía sau theo cách an toàn nhất cho binh lính trên xe. Đây là một giải pháp kỹ thuật độc đáo của xe bọc thép Azarit. Để tiện cho quá trình cơ động cho lực lượng ra vào xe, lối ra vào xe có thể nâng cao, hạ xuống và cửa đóng mở bằng hệ thống thủy lực. Khi tạo ra một xe bọc thép hạng nặng, người Israel đặc biệt chú ý đến sự an toàn của những người lính trong xe, yêu cầu phải được bảo vệ từ mọi phía,
hai bên thân xe, bán cầu trước, nóc xe và gầm xe được bọc giáp dày. Lớp giáp phía trước của thân xe đạt tới 200mm. Nguyên tắc bảo vệ các bộ phận quan trọng hơn của xe chiến đấu đã được áp dụng triệt để trong thiết kế, đặc biệt là khoang chiến đấu. Ở hai bên thành xe khoang chiến đấu, các nhà thiết kế bố trí các thùng nhiên liệu, đóng vai trò là lớp giáp bảo vệ bổ sung cho người trong xe. Phần phía sau của xe cũng được bảo vệ bởi các tấm áo giáp lồng làm bằng thép cường độ cao. Ngoài ra còn có hệ thống chữa cháy tự động hiện đại. Chiều cao xe Axorit rất thấp, chỉ có 2000mm, cũng là lợi thế của xe, cho phép dễ dàng lợi dụng địa hình để ẩn nấp. Nếu chiếc xe tăng T54 hoặc T55 không có tháp pháo thì trọng lượng còn khoảng 27 tấn, nhưng khối lượng toàn bộ của Axorit là 44 tấn. Trọng lượng vượt cao là do tăng cường giáp bảo vệ cho thân xe, vượt xa cấp độ bảo vệ nguyên bản của xe tăng T54. Vũ khí chính của Axorit chỉ là súng máy 7,62 ly thông thường FNMAG M240 đặt trên tháp pháo điều khiển từ xa RWS do công ty Rockwell của Israel chịu trách nhiệm phát triển. Tháp pháo điều khiển từ xa giúp giảm đáng kể nguy cơ thiệt hại cho kíp xe trong quá trình chiến đấu. Trên một số phiên bản hiện đại hóa, Israel đã lắp đặt tháp pháo điều khiển từ xa Samson với súng máy cỡ lớn 12,7 ly. Một thiết bị tạo khói mù đặc biệt cũng được lắp đặt trên xe bằng cách bơm dầu nhờn vào ống xả hoặc có thể lắp đặt các ống phóng lựu khói tiêu chuẩn xung quanh xe. Các chuyên gia quân sự coi xe bọc thép hạng nặng Azorit là một trong những xe chiến đấu được bảo vệ tốt nhất. Không một xe bọc thép nào của một quốc gia nào có thể vượt qua mức độ bảo vệ của Azorit. Điều đáng chú ý là, theo các ước tính khác nhau, chỉ riêng trọng lượng giáp bổ sung của Azorit đã từ 14 đến 17 tấn, bao gồm cả sử dụng giáp composite, tương đương trọng lượng một xe thiết giáp chở quân của Nga hoặc Mỹ. Quân đội Israel tuyên bố rằng, giáp của Azorit không những có thể chống được các loại đạn chống tăng thông thường, mà cả các loại đạn xuyên giáp. Theo các nhà thiết kế, Azorit có thể chịu được một số phát bắn của đạn xuyên giáp cỡ nòng 125 ly khi bắn vào mặt chiếc xe. Không có xe bọc thép chở quân nào trên thế giới có thể tự hào với mức độ bảo vệ tin cậy như vậy. Do mức độ bảo vệ cao, xe bọc thép Azorit có thể được sử dụng trên chiến trường cùng với các xe tăng chiến đấu chủ lực của Israel mà ít sợ bị tổn thất. Ngoài ra, Azorit có thể chiến đấu trong khu vực đô thị và có thể được sử dụng trong chiến đấu tấn công. Một số chuyên gia cho rằng hạn chế lớn nhất của xe này chính là trọng lượng 44 tấn của nó. Nhưng đây là một hạn chế cần thiết để đảm bảo an toàn cho người lính trên chiến trường. Ngoài ra hạn chế nữa là cửa ra vào được nâng lên khi đổ bộ. Yếu tố này có thể báo cho đối phương biết rằng cuộc đổ bộ đang chuẩn bị hoặc đã rời khỏi xe. Theo đánh giá chung, xe bọc thép Azorit là một phương tiện chiến đấu hiện đại, độc lập, kíp xe và những người lính trong xe được bảo vệ rất tốt. Việc tạo ra xe bọc thép Azorit được rút ra từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú của lực lượng quốc phòng Israel và thể hiện tính thực dụng trong cách tiếp cận của quân đội Israel, biến hàng trăm xe tăng chiến lợi phẩm lạc hậu thành những phương tiện chiến đấu hiện đại vẫn đang phục vụ hiệu quả cho quân đội Israel. Phương án tận dụng các xe tăng T-54, 55 dư thừa của Việt Nam. Năm 2016, trên báo nước ngoài liên tiếp xuất hiện thông tin về những hợp đồng mua sắm vũ khí dành cho lục quân Việt Nam nhằm phục vụ quá trình hiện đại hóa. Có thể kể ra đây một vài ví dụ tiêu biểu như 200 xe tăng T-90MS, 108 khẩu pháo tự hành Kesa 155mm hay chuẩn bị chế tạo phiên bản mới của súng trường tấn công Gali ACE-31-32. Tuy nhiên lúc đó có một thứ vẫn chưa được nhắc tới, mặc dù vai trò cũng rất quan trọng. Đó chính là xe thiết giáp chở quân. Đây là khí tài được đánh giá là vô cùng cấp thiết do những loại APC đang phục vụ trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam như BTR-60PB hay M113 bị đánh giá thấp ở khả năng bảo vệ an toàn cho binh sĩ. Nhưng nếu đang mua xe tăng T-90MS cho lục quân thì khả năng cao là sau đó kế hoạch mua APC sẽ bị treo để dồn kinh phí trang bị xe chiến đấu bộ binh BMP-3F hay pháo tự hành diệt tăng Spruce-SD của Hải quân đánh bộ. Do vậy, có lẽ bộ binh Việt Nam cần một phương án mới để nâng cấp năng lực vận chuyển quân của mình. Hiện tại Việt Nam đang lưu kho một số lượng lớn xe tăng T-54-55 và Type-59 do Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh một số sẽ được nâng cấp để tác chiến cùng T-90MS sau này. Số còn lại nên được hoán cải sang mục đích mới để trở nên hữu ích hơn, ví dụ như biến thành xe thiết giáp chở quân hạng nặng kiểu Azorit như cách mà Israel đã làm. Nhờ những ưu điểm như khả năng bảo vệ vượt trội, đặc tính vận động cao, chi phí hợp lý do tận dụng được nhiều khung cầm xe tăng dư thừa, phương án hoán cải một số T-54-55 sang thành APC Azorit nên được cân nhắc để triển khai nhằm tăng cường sức mạnh cho lục quân Việt Nam. Do quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Israel đang ở mức tốt nhất trong lịch sử, chắc chắn sẽ không có trở ngại nào nếu chúng ta thực sự có nhu cầu. Băn khoăn còn tồn tại là điểm yếu về hỏa lực cũng hoàn toàn có thể khắc phục bằng cách lắp mô đun pháo 20 ly hay 30 ly. Khi đó, lục quân Việt Nam sẽ sở hữu một chiếc APC tính năng ưu việt hàng đầu khu vực. Còn trong trường hợp cảm thấy cấu hình xe bọc thép chở quân Azorit của Israel là hơi nặng nề,
Việt Nam có thể nghiên cứu gói hoán cải T-54-55 thành BTRT nhưng Nga từ thực hiện. Vận dụng kinh nghiệm từ các trận đánh đô thị ác liệt trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất của quân đội Nga, Viện thiết kế KBTM ở Omsk trong một thời gian ngắn đã tự đầu tư thiết kế và chế tạo xe bọc thép chở quân bánh xích dùng khung gầm xe tăng hạng trung đã lạc hậu T-55. Kết quả thu được một số xe chiến đấu có khả năng bảo vệ tổng thể không thua kém, còn khả năng chống mìn thì hơn các xe tăng chủ lực T-80 và T-90. Thân xe, động cơ cùng các hệ thống và bộ phận vận hành vẫn giữ nguyên. KBTM đã lắp cho T-55 động cơ hiện đại 690 mã lực và hiện đại hóa bộ phận vận hành bằng cách sử dụng các bánh đỡ bằng hợp kim nhôm trên các mẫu khác, nhưng không áp dụng cho BTRT để không tăng giá thành của xe. Đặc điểm chính của BTRT là phát triển trên khung gầm tăng thân thấp, có trang bị pháo và hệ thống tên lửa chống tăng, bao gồm pháo 2A42 cỡ nòng 30mm và giá phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Conquest. Các loại hỏa lực này cho phép xe đối phó hiệu quả với binh lực, các phương tiện bọc thép cũng như các mục tiêu bay ở độ cao thấp của đối phương. Khoang tác chiến bố trí 5 chỗ ngồi cho phân đội bộ binh. Trên đội bộ binh triển khai thông qua 2 cửa nóc bọc thép mở lên trên, giúp che chắn cho bộ binh khi chui ra hoặc bám thùng xe. BTRT có thể đạt tốc độ tới 50 km/h và vận chuyển lính chiến đấu trong môi trường tác chiến xạ, sinh hóa, trong tầm hỏa lực bắn thẳng của đối phương, cũng như tiêu diệt có hiệu quả cao các loại mục tiêu trên trận địa. Thiết kế dạng khối của khoang tác chiến cho phép xe có thể mang được nhiều cấu hình vũ khí khác nhau tùy theo yêu cầu, như thứ nhất, một pháo 30mm 2A42 và hai ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Conquest, hoặc là một pháo 30mm 2A42 cùng một súng phóng lựu tự động 30mm AG-17, hoặc là hai pháo đồng kép 30mm 2A38, hoặc có thể dùng một súng máy 12,7mm NSVT cùng hai ống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển Conquest, hoặc là lựa chọn cuối cùng đó là một súng máy 12,7mm NSVT cùng một súng phóng lựu tự động 30mm AG-17. Ngoài kiếp xe 2 người, BTRT còn chở 5 lính bộ binh. Binh sĩ trên xe không có khả năng bắn trong hành tiến, nhưng họ có thể quan sát xung quanh qua 6 khí tài quan sát chĩa về các hướng và phía sau xe để kịp thời báo tin tình hình cho kiếp xe. Khoang chở quân có 2 cửa dày lật lên trên, mở về phía khoang động cơ, chuyển lực dùng để lên xuống. Quân đội Nga trong các cuộc xung đột Chechnya đã và đang phải di chuyển trên các xe BMP-1, 2 và BTR-70, 80, mà chủ yếu là ngồi trên nóc xe, nên khi bị phiến quân tấn công hay trúng mìn, tỷ lệ thương vong rất cao. Tuy nhiên hiện nay Nga vẫn chưa đầu tư để trang bị BTRT cho quân đội, trong khi đó Israel đang sử dụng rộng rãi xe bọc thép chở quân Azarit trong các trận giao chiến đô thị. Thưa quý vị, thay vì cứ để nguyên những chiếc tăng T-54-55 để tái sử dụng, mang đi làm bia tập bắn hay hoán cải cho mục đích nào đó, thì quân đội Israel đã sửa đổi những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này thành siêu thiết giáp chở quân hạng nặng Azarit. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chương trình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!